khá là nhiều nè. Hôm nay thì xe cộ vẫn còn lưu thông ở trên đường được nha. Biểu tượng của xe này của chú thì là hoa đăng đó, rất là dài luôn. Mình đó là địch của ông, cô chú anh chị. Hôm nay thì anh của ông mở hai cửa hai bên, bên trái và bên phải, cửa chính giữa thì chưa có mở ha. Quá đau đớn rồi cô chú anh chị, mà đây là dạy con số 3 nè, để cho nước hoàn toàn miễn phí. Mình pha từ lúc nào tới giờ là 2 giờ sáng. Ôi, 2 giờ sáng là đã thức dậy pha cà phê. Có giờ này là muốn không kịp rồi đó. Chào chào. Một cái đội này chỉ có 8 người mà phục vụ mấy chục ngàn hộp cơm. Dạ. Cái này là mình đãi từ mấy giờ tới giờ hả chú? Cái canh chua đâu ta? 7 giờ sáng tới giờ. 7 giờ sáng là mình đã đãi rồi. Về đêm thì thấy không khí càng đông vui nữa. Wow. Cái này là mình chiên cái món gì vậy cô? Thịt quay. 21 là chạy cơm đó, có đãi cô bác chị tới 28 luôn. Cô mấy chị dạ. Ở đâu mình lại? Ở các chỗ hết luôn á bà. Dạ. Lên nhiều quá vậy nhiều hả cô? Cô mới cho nước xong nè, ở ngoài đó đuối quá rồi chịu hết nổi rồi. Dạ. Rồi thôi giờ mình vô mình làm rau củ quả tiếp, rằng ngày mai nấu cơm đãi cho bà con. Dạ. Quá nồng luôn. Mệt chứ không mấy cô mấy chị? Vui lắm luôn. Khỏe luôn. Dạ. Dạ. Ở đây vất vả mấy ông lắm đó. Dạ. Không sao, cái này mình làm phục vụ đó ông mà. Dạ. Cô đến đây là hồi từ bữa nào hả cô? Chị tới là bữa 18 không? Dạ. 18 rồi qua 19 dựng trại nè, dựng trại cơm của mình á. Dạ. Hai bên làm. Hai bên là 20 ngồi. Là một chục rồi con. Chào mấy chú. Dạ. À, cơm thơm quá luôn. Gạo rất là thơm nè. Đó là ngon đẹp luôn. Làm mấy ngày đúng nước rồi. Mình đang ở đây thắp hương. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì hiện tại là em đang có mặt ở tại thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang quý cô chú anh chị mình ơi. Chỗ em đang đứng á là gần đình của ông Nguyễn Trung Trực. Thì trong cái buổi chiều ngày 24 hôm nay, em mời quý cô chú anh chị mình cùng xem cái không khí ở đây vào những cái ngày lễ của ông diễn ra như thế nào nha cô chú anh chị. Thì ở đây á là chánh lễ của ông á là diễn ra là ngày 26, 27, 28. Tuy nhiên hôm nay mới 24 thôi. Mà cái lượng khách em thấy buổi chiều tối hôm nay rất là đông luôn cô chú anh chị mình. Đó, cái tuyến đường này có tên là tuyến đường Nguyễn Công Trứ cô chú anh chị. Cặp bên đình ông của ông á, ở bên mé tay trái á, thì dài dài em thấy ở đây là có những cái nhà khách người ta dựng lên để cho cô bác anh chị mình dân võng nằm nghỉ ngơi nè. Phía trong bên đó đó cô bác anh chị. Đó, quá trời luôn. Nguyên một cái gian nhà khách khủng khiếp trong đó đó. Bước này là cô chú anh chị mình sẽ đi ra ngoài cống sông Sông Kiên nè. Đó. Phía trước này là cống Sông Kiên, một trong những cái biểu tượng ở tại Rạch Giá, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mình. Còn đây là cầu đi bộ. Cầu đi bộ qua bên kia thì có một cái hội chợ rất là lớn bên kia luôn. Hôm nay em sẽ cập nhật cái tình hình ở bên đây trước để tới cô bác anh chị mình xem nha. Trời ơi, không khí quá nhộn nhịp luôn cô chú anh chị ơi. Buổi chiều thì bà con buôn bán gì và trong đường cũng khá là nhiều nè. Mấy cô bán nước uống, bán đồ ăn, đủ các loại hết. Ở đây có một cái nải chuối à, để đây nữa nè. Bánh tàu đây, bánh tàu nóng hổi. Hôm nay thì xe cộ vẫn còn lưu thông ở trên đường được nha. Giờ chánh lễ thì không biết xe cộ có được phép lưu thông nữa hay không. Hôm nay tuy nhiên xe cộ vẫn còn lưu thông trên đường được nè cô chú anh chị. Cặp máy sông thì là nguyên một cái biểu tượng hoa sen nè cô chú anh chị, gọi là hoa đăng đó, rất là dài luôn. Oh. Quá là đẹp luôn. Tối chút nữa thì những cái hoa sen này chắc có lên đèn nữa cô chú anh chị. Bây giờ thì chỉ là lên đèn, cái dạ hành này với cái cầu lên đèn ha.
rất là vui. Quá đông. Mình nói là đình của ông, cô chú anh chị. Hôm nay thì đình của ông mở hai cửa hai bên, bên trái và bên phải. Cửa chính giữa thì chưa có mở ha. Lễ hội truyền thống tưởng niệm 154 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Đây, tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 tháng 8 hàng năm nha cô chú anh chị. Tuy nhiên thì hai năm trước là giờ nên dịch bệnh đó không có tổ chức, năm nay tổ chức một cái rồi. Quá trời đông bà con đổ về đây luôn. Em sẽ đi một vòng xuống đây rồi mình vô tham quan gia đình của ông nghe cô chú anh chị. Đây cũng có một cái cửa bên hông để vào trong đình được đó nè. Ở dưới đây thì là có một cái chạy cơm của chú anh chị ơi. Để mình đi xem cô bác chiều nay đãi cơm như thế nào nha cô chú anh chị. Qua bên cái cổng đúng không? Đó. Không có chạy cơm đây, quá đông luôn. Trời ơi. Chạy cơm. Nằm bên đường Mạc Đĩnh Chi. Quá đông luôn cơm, chú anh chị mà. Đây là chạy cơm số 3 nè, nằm bên đường Mạc Đĩnh Chi ha. Tiếp còn nè bên đó luôn á, quá đông, vài ngàn người đó chứ hết. Đây là một cái cổng dành cho chú gì di tích lịch sử văn hóa mộ gia đình Nguyễn Trung Trực. Đây chạy cơm số 3 này là đãi cơm nước hoàn toàn miễn phí. Ở đây mình đãi mấy bữa rồi hả cô? Đãi là 3 bữa. 3 bữa rồi. Mình đãi tới bữa nào mới nghỉ hả cô? Đãi tới bữa 28. Dạ, tới 28 đâu mới nghỉ. Dạ. Đi đâu mà giỏi mà về ngừng chân ghé lại gian hàng trà đường cô bác ơi. Trà đường trà đường. Trà đường núi dài. Dạ. Cô đợi Đệ Minh núi dài với cô Hai Đông Xuyên. Dạ. Vậy là ta đợi cô Minh với cô Hai Đông Xuyên. Dạ. Vậy là mấy cô ở Long Xuyên hả? Ở Long Xuyên, núi dài, núi cấm, Cần Thơ, thành phố. Dạ, ở khắp mọi nơi luôn. Khắp mọi nơi, mấy cá gì đó tới ngày lễ. Tới ngày lễ thì đó là mình là đãi gì đó lên. Đãi vậy thấy có mệt không cô? Không, vui. Vui hết cô? Mệt mà vui, đói rồi. Bụng nhưng mà rất là vui. Sáng giờ mấy anh không ăn gì luôn. Chẳng vui. Từ sáng 5 giờ tới giờ. Gào biết non. 5 giờ sáng. Gào biết non. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi cô chú anh chị ơi. Cái gì cứ nói cơ về Vĩnh Long. Con là khám phá Vĩnh Long. Đấy, nhớ thì khám phá Vĩnh Long. Dạ, khám phá Vĩnh Long. Dạ đúng rồi. Trà đường rất là ngon nha cô chú anh chị. Có cô bác nào có gần xa đi đà đi lễ ông phụ thì lại đây. Dạ. Người đẹp á. Cô ở Mông Thọ. Này mình ở Kiên Giang. Kiên Giang Mông Thọ. Tới tới rồi xuống kiếm cô. Cô là làm cái khâu vô nước đá hả cô? Vô nước đá. Cái này nhìn lên sao? Sao không có khâu hồi nãy vô nước đá. Mày nghĩ quay cho mày. Thắc mắc không có là quay liền nè. Đó.
đầu bạc hết trơn. Đầu bạc các lâu đầu bạc hết trơn. Đây là cậu này là bữa dạ, hai con là khám phá Vinh Long. Hai mươi đâu nó vậy không phải. Hai hai. Cái đánh tiếp không anh? Dạ không, em không có danh tiếng anh ơi. Dạ. Chỉ là mình lên khám phá Vinh Long mình coi là có mình nữa nghe. Dạ đúng rồi. À mình lên YouTube á. YouTube á. Dạ. YouTube á. Làm có mệt không cô? Vui ha. Sáng giờ đâu mà giỏi mà về ngừng chân ghế lại với nhà cha đường của bác ơi. Sáng hai mẹ con làm công quả. Chạy con số 4. Ờ cho mẹ con số 4 ạ. Vậy là ở đây tới 4 chạy con rồi hả cô? Hình như là mình ở đây mấy hai gì ạ? 3 chạy con. Dạ con số 2, số 3, số 4. Em Trang hỏi chồng dùng cơm. Dạ. Dùng cơm dĩa rồi mình tự chọn. Cơm tự chọn của cậu xong. Chạy con số 4 ạ. Cô bác gần xa. Dùng ly cà phê cà đường ủng hộ. Dạ. Vé cà cơm số 3, số 4 dùng cả điều tự chọn. Miễn phí hả? Miễn phí không đâu. Cơm tự chọn cà phê luôn. Dạ. Cà phê cà đường miễn phí thanh tặng cô bác ơi. Hồi nãy nói chuyện cô bác nào có đi khám phá Vĩnh Long. Dạ. Bên đây là cà phê trà đường này của chú anh chị ơi. Cà phê luôn nè, những cái viên cà phê rất là to luôn. Đó. Anh là pha chế cà phê hả anh? Dạ. Mình pha chế vậy có cần không anh? Có mệt không? Ủa, anh? Không. Dạ. Không mệt không cực luôn cô chú anh chị. Mà dạ, mình thấy rất là vui đúng không anh? Đó. Cái này là cà phê gì à? Mình pha ra hả anh? Dạ, hai ba thứ vậy. Dạ. Trộn lại. Trộn lại cà phê mua ở đúng cái hụt mấy. Dạ. Quá trời cái nồi nước cô chú gì. Cà phê được mua ở ngoài buôn mai hột về đây để đãi bà con mình đi để ha. Cái này là mình pha từ lúc nào tới giờ anh? 2 giờ sáng. Ôi 2 giờ sáng là đã thức dậy pha cà phê rồi. Dạ. Khá là sớm luôn cô chú anh chị. 2 giờ sáng bắt đầu nó nấu nước á. Dạ. Chăm cà phê cho được. Dạ. Nói chung cũng có mấy anh mấy cô mấy bác đãi đi cho nên cái không khí nó phần sôi động hết cô chú chị. Có nhờ mấy anh cô bác này hội tốt đẹp hơn nữa. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Hồi sáng có đông buổi chiều không anh? Buổi sáng là cao điểm đông. Tới chơi đường, tới chơi đường. Rồi chơi chơi đường luôn. Để tao coi. Mày khó thật quá. Rồi cảm ơn nhiều nha. Mời cô bác anh chị mình đi tham quan bếp nha. Quá trời sôi động luôn. Con chúc mấy cô bác đây nhiều sức khỏe nha. Cũng hơi dồi dào sức khỏe. Quay được nhiều kênh nha. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy cô bác nhiều. Rồi nhớ cứ quay ông anh này nha. Dạ. Quay với nó luôn. Dạ. Đây, bên cô bác là mà tôi bấm cho tôi đăng ký kênh đi em ơi. Rất là vui luôn. Rồi, xin chào. Chào tất cả mọi người. Bên đây là nói chuyện là bán hút miễn phí cô chú anh chị, điểm bán hút miễn phí bên hội chữ thập đỏ thành phố Rạch Giá nè. Ai có bệnh gì thì mình lại đây mình xin thuốc ha, hoàn toàn miễn phí luôn. Vô tuần này thì là những cái bàn ghế đồ bà con để trong đây đãi ra.
khách là để ăn uống rồi ha. Bên đây thì có mấy cô đang làm đồ ăn bên đây đó nè. Chào mấy cô mấy chị, cho con xin quay cái nha. Mấy cô mấy chị làm ở đây từ lúc nào tới giờ rồi? Hồi 8 giờ sáng hả bà Út? Dạ. 8-9 giờ như mấy ngày hôm nay đó. Dạ. Mới ngày hôm nay là từ 8 giờ sáng tới giờ luôn. Dạ. Cái này là như là sắc sườn non, dạ, để làm ngay những cái món đồ chay để đãi bà con cô chú chị. Ngày mai là đãi cơm hộp. Là ngay tại đây luôn hả chị? Ngay tại đây luôn. Dạ. Sườn non rất là ngon cô chú chị ơi. Đó, nguyên cái hào trong đó là đã được chiên lên rồi. Cái hào đó đó. Dạ. Cái hào rất là hấp dẫn nhất luôn, rất là ngon. Cho quay cái này nữa nè. Wow. Nước mắm hùng luôn cô chú anh chị. Dạ. Dạ đây. Hello. Thả nấu đó. Đó là thả nấu đó. Thả nấu luôn. Đầu bếp chính. Dạ. Wow, đầu bếp nam nha, quá giỏi luôn. Thường là mới mướn ngoài Bắc về á. Mướn ngoài Bắc về. Thường đầu bếp là mấy cô phụ nữ không à. Mà cái này là nam nha, nam là chắc nấu ăn là đầu bếp là ngon lắm á. Thường cái nghề gì mà người ta của nữ mà nam làm thì sẽ ngon hơn. Đúng rồi. Mà của nam thì nữ làm sẽ ngon hơn. Dạ, tôi lai cho ông lai đúng không? Dạ. Mấy cô ở gần đây không? Ở An Giang. Ở An Giang qua. Chợ mới An Giang. Chợ mới An Giang á. Dạ. Chợ mới An Giang qua tới đây cái món ăn luôn cô chú chị. Ơi, coi có 4 giờ sáng lại đây quay cái nữa. 4 giờ sáng. Dạ. Dạ. 4 5 giờ là ở đây bắt đầu đãi á cô chú chị. Đi quay giờ là được nhau tiền. Tụi không biết nữa cô ơi. Dạ, không biết được hên xui. Cái này không phải là mình làm giống như công ty trả tháng mình. Tùy theo mình cái lượng xem với lượng quảng cáo nhiều hết thôi. Dạ con ở Vĩnh Long. Dạ. Tên của con là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long nha. Khám Phá Vĩnh Long. Đi tới Kiên Giang không phá luôn. Dạ, tại vì lễ lớn nè. Đúng rồi. Mình mới về. Vĩnh Long mà có về hố ăn quả không? Dạ có. Vĩnh Long ở huyện nào? Con ở huyện Long Hồ. Dạ. Đợt đó con có đi lễ của ông Ba nè. Với lễ của Đức Thầy Tây An. Ấy lộn, lễ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Dạ. Đó là 18 tháng 5 à. Dạ. Thấy quá trời đông vui luôn. Dạ. Đâu có quay phe tôi đâu. Con đâu biết cô khoe ở đâu đâu. Thì con của thợ ba cũng có đại vậy, lễ 18 năm cũng có đại vậy. Dạ. Có nghĩa là nào mà cái trận số 3 này đâu là của tụi tôi đó. Vậy đó hả? Dạ. Mấy con bán đây là trận tụi số 3. Tới là tới gì là 25 tháng 11 đó đó. 25 tháng 11 là tới lễ gì? Ngày đảng sinh. Dạ, vậy là tới ngày sinh nhật của thầy nữa, đứa thầy nữa. Giáng sinh 25 tháng 11 sắp tới. Rồi con cảm ơn mấy cô mấy bác đây nhiều nha. Chúc mấy cô mấy bác làm công quả nhiều sức khỏe. Dạ, hai người việc thiện. Rồi, rồi cô chú anh chị mình đi ông quan tiếp nha. Cô hôm nay là vô nước mắm. Đây. Nước mắm này để mình ăn với cái món gì hả cô? Cơm. Dạ, cơm chay ha. Dạ. Cơm mắm rất là thơm nè con. Dạ. Sườn chay kìa. Cơm sườn chay kìa. Dạ. Mấy cô là chung đổi nhau. Chung đổi. Dạ. Rồi tối mình ngủ nghe đồ ở đâu hả cô? Nghĩ rõ ha. Dạ. Bên kia con thấy có cái trạm mà người ta để văn võng đâu nằm á con. Dạ. Dạ. Nhưng mà chắc mình không có đi qua bên bển được tại vì làm lưu bu. Dạ. Thì một giờ là các chị làm tiếp rồi đâu có đi xa được. Dạ. Gần gần ở đây mà mình có làm cái gì là vậy mình làm liền. Dạ. Bây giờ đang cần nhân viên
dữ dữ lắm luôn. Vậy hả con? Một cái đội này chỉ có 8 người mà phục vụ mấy chục ngàn hộp cơm. Dạ. Đây ra nó. Vất vả hả con? Đó mà. Đang nói luôn mấy chục ngàn hộp cơm đi rồi đóng hết cái dương luôn. Này thôi. Dạ. À thôi, mấy chục ngàn hộp cơm. Quá chị, mình thấy bên đó là những cái bình đỏ đỏ là được những cái hộp cơm của cô bác chị. Ngày mai là mấy cô mới bán ở đây là phải thực hiện hết những cái hộp cơm đó gửi tặng tới bà con ở đây. Nói chung là một cái công việc khá là vất vả mà rất là vui. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi con chúc mấy cô gì sức khỏe nha. Dạ. Trời ơi, đông rồi cô chú anh chị. Mình đang đổ ra nè. Tạm biệt mấy cô nha. Tạm biệt mấy cô. Xe cộ là lậu dày trong đây luôn. Đại cơm số 3 là hello. Hello. Chạy cơm số 3 là sẽ nằm trước chạy cơm số 2. Đi thẳng vô xíu đó là mình sẽ đụng chạy cơm số 2 nha quý anh chị ơi. Đồ ăn thấy rất là thịnh soạn luôn á nha cô chú anh chị. Ở đây toàn là những cái món chay thôi, hấp dẫn rất là ngon luôn. Chào mấy con mấy chú. Sáng giờ mà nãy có mệt không? Được. Dạ. Tích cực mà vui. Tích cực mà vui. Dạ. Kìa chú đó kìa, qua hỏi chú đó kìa, chú đó cực không? Chú đó là chú múc canh hay gì đó, múc cơm. Dạ. Dạ sếp. Với cơm sáng giờ có mệt không chú? Không mệt nó thở ra hơi không à. Dạ. Thế thật. Xin chào. Hello gái. Chú qua YouTube hả chú? Đúng rồi, chú qua YouTube. Kênh chú là kênh gì chú? Kênh chú là Khám Phá Vĩnh Long. Cái này là mình đãi từ mấy giờ tới giờ hả chú? Cái kênh chua đâu là? Mấy giờ, sáng tới giờ. 7 giờ sáng là mình đã đãi rồi. Dạ. Cái chua hả? Cơm chua luôn. Lắng á. Đãi khá là sớm luôn cô chú anh chị. Cái này mình đãi tới mấy giờ mình nghỉ hả chú? Cũng không biết luôn. Chừng nào hết là nghỉ. Chừng nào khách giãn rồi là nghỉ rồi. Vậy là giãn khách luôn mới nghỉ. Dạ. Dạ. Không biết mấy giờ. Dạ. Tùy theo lượng khách mà đãi cô chú anh chị ơi. Ăn cơm đi. Bây giờ mình muốn không kịp luôn á, liền liền luôn. Đồ ăn thì bên đó, cơm thì bên đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chị bàn đây. Đây, chị bàn ở đây nè. Anh ơi. Thấy ai cũng vui vẻ hết. Dạ chú. Chú đây nè em. Dạ. Đó là khu nấu ăn cho nó hai chú. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi, cũng cảm ơn chú nhiều nha. Thôi xin bạn á. Đây cặp ở bên đây bên hông đình nữa cô chú anh chị. Có một cái cửa bên hông nè, nhà trong đình cũng được. Bên trong đây thì mấy cô nấu ăn rửa chén rồi bên trong đây nè. Và có nhiều ngút luôn. Wow, trước này là những cái hùng nấu canh nấu cơm nè cô chú anh chị. Quá trời lớn ha. Tưởng nhà mình nấu cái nồi cơm có chừng 2-3 lon gạo là thấy nhiều rồi ha. Từ đây thấy cái nồi cơm khủng luôn. Bên đây mấy cô rửa chén. Quá trời chén luôn nè. Sáng giờ rửa mệt chứ không mấy cô? Từ 6 giờ tới giờ. Từ 6 giờ tới giờ. Dạ. Giờ 6 giờ mấy rồi, 7 giờ luôn đó cô chú anh chị ơi.
Dạ. Hả? Dạ. Có lên YouTube không? Dạ có chứ. YouTube gì đó? YouTube của con là Khám Phá Vĩnh Long. À. Dạ. Rồi. Quay đi. Dạ của con là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ đúng rồi. Em rõ dùm coi. Dạ. Cô là bên chạy cơm số 3 hả cô? Ừ, đúng rồi. Dạ. Ngày mai còn nhiều nữa, mai là ngày mai là bắt đầu đông hơn nữa hả cô? Đông lắm. Dạ. Tại ở đây là dân của mai ăn nhiều nữa. Dạ. Còn ngày mai là dân khác tỉnh. Mai là mấy dân khác tỉnh lại. À. Dạ. Bữa nay là con thấy cũng có một số dân khác tỉnh lại rồi đó cô. Lại mà không bằng đâu, ngày mai là nhiều lắm. Dạ. Cô ở đâu vậy cô? Ở Bến Bến Tàu á. Dạ, vậy cô người dân đi phướng đây luôn. Dạ. Dạ. Cái chén này cô uống đi. Cái hào cái chén hết hồn không? Cô rửa rất là lẹ tay luôn nè. Rất là nhiều con đoạn hả nè. Mà xe bông, mà sạch, mà kia đồ ấy. Rồi con chúc mấy cô ở đây nhiều sức khỏe nha. Dạ chưa. Dạ xíu con nghe. Dạ. Xíu có cháo đó hả cô? Đang nấu rồi đó, nồi cháo rồi. Dạ, đang nấu cháo trên đây nè cô chú anh chị ơi. Hết hồn cái nồi cháo nè. Wow. Nồi cháo. Đứng trên đây nóng không hả mấy chú? Dạ. Ừ, nóng lắm á. Đổ mồ hôi có thằng hoa. Cái nồi cháo này là mình nấu một lần như là bao nhiêu gạo hả chú? 30 kg gạo. Còn nếu mà mình nấu cơm là bao nhiêu cơ chú? Nấu cơm là 75 kg. 75 kg cái nồi như vậy. À. Dạ, còn mình nấu bao lâu là mới chín cơm hả chú? Tùy theo thì cái đoạn 45 phút hoặc tiếng rưỡi hoặc tiếng 45. Dạ. Nấu cũng lâu ghê cô bác vậy. Tại vì số lượng gạo nhiều cho nên là nấu cũng lâu ha. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Vô đây đứng xíu rồi là em thấy khói nó cay mắt còn chịu không nổi cô bác đi. Mấy chú ở đây là quá hay luôn. Bên đây mất cam luôn. Cay mắt quá. Là bếp nha. Lấy tiêu quá tiêu dớt luôn. Cà chua quá hấp dẫn luôn. Sau trên đây là mấy cô lao tô chén dĩa rồi loại đây cô chú anh chị. Chào mấy cô. Dạ sáng giờ mệt không mấy cô? Đói quá trời rồi chưa dám ăn nữa hả bà? Đi được nè. Dạ. Trời ơi. Dính vô đây rồi không đi đâu được hết trơn luôn. Dạ. Mình chịu cực mà cho người ta chịu xuống hả bà? Kiếm đi nước cộng ga nè. Để xíu con đi kiếm nước cho bà uống nha. Kiếm cho bà đi nước. Dạ. Không dám bỏ đi đi uống nước này. Dạ. Bà uống cà phê trà đường bà. Uống cà phê đi. Để con đi ra ngoài đó con kiếm cà phê cho bà nha. Lấy trà đường, lấy cho bà gì đi. Dạ. Cà phê cho bà uống quá đi ơi. Nãy giờ mà trời dính đó luôn rồi. Quá. Không ăn uống gì luôn á. Kênh nào? Dạ, kênh em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Xe tải vô nha. Ồ, có gì ở bên đây bên kia. Có nguyên một cái kho chứa gạo củ quả bên kia của bác này. Xíu mình sẽ đi vô đó mình mà ha. Em đi ra ngoài đây em xin cà phê cái. Về đêm thì thấy không khí càng đông vui ha.
ơi, chưa có hả chú? Không được, không biết tốt mà không được. Cái gì của Trang này? Hả? Không biết tốt. Vô bằng nửa đó thôi. Vô đủ thùng coi lãi thôi. Cảm ơn luôn. Nhưng à, chú, cà phê có chưa? Ừ? Có cà phê chưa? Sắp có mà ra đây. Đang. Đang đợi hả? Đang đợi. Dạ. Tại có hai cô kia lao chén chẳng mà. Nên xin cà phê uống. Dạ, để con xin cho đầu cho hai cô uống nữa đi. Cho con xin hai ly với chú. Rồi, rồi, rồi. Đó thì đó, nó nhiều quá. Bé ơi, để nắp ly đàng hoàng nha bé. Nè nè, để nắp đàng hoàng. Dạ. Hai ly. Dạ, hai ly, cho con ly nữa đi. Dạ, rồi cảm ơn. Quá nhộn nhịp luôn. Trong đây có tiệm vàng nữa nè cô chú anh chị, có mấy cô bán vàng nè. Dạ, mấy cô bán bánh kẹo trong đây nữa ha. À, xe tải nãy là chở rau củ lại đó cô chú anh chị. Đang xuống rau củ bên đó. Phía trước này là chạy cơm số 2, mở quạt ra là chị Lan. Em thấy chạy cơm nào cũng đông khách hết trơn nha. Hello. Xin chào. Vừa quay mà vừa cảm tới nào uống. Dạ đâu uống nào, con bưng cho mấy cô ở đây nè. Dạ. Ồ. Đây chú đang xới rau rồi cô chú chị. Bà ơi, hết cà phê rồi uống trà đường đỡ nha. Dạ. Đây cô. Dạ. 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 Tại con ơi, lấy không được nhiều nên lại không thấy cô ở đây nữa, lấy hai ly à. Dạ. Rồi, chúc hai cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ồ, bên đây chiên cái gì mà hôm quá trời nè cô chú anh chị. Wow. Cái này là mình chiên cái món gì vậy cô? Thịt quay. Dạ. Rất là hôm ngon luôn nha cô chú anh chị. Thịt quay này là đồ chay. Wow. Ngồi đây nóng lắm luôn nè cô chú anh chị. Dạ, con cảm ơn bà nhiều nha bà. Mông mới đổ xuống à, cô chú. Mông có nghĩa là rau củ rồi đó. Quá trời rau củ luôn.
là dồi dào luôn. Chào ông. Dạ. Cái này mà ở đâu mình vận chuyển lại đây ha ông? Ở của huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Dạ. Dạ. Tiếp chưa thì số 3. Dạ. Và là của số nhiều. Dạ. Cái này là bên Cần Thơ rau củ đồ để đây phục vụ cho lễ của chú anh chị. Đây cơm số 3. Quá trời rau củ luôn nè. Ừ, đó là bao nhiêu đây là mình dùng cho tới hết lễ luôn không ông, hay là mình phải nhập nữa không? Không đủ à? Không đủ ha. Dạ là phải nhập nữa ha. Dạ. Quá trời rau luôn cô chú quá trời. Cái này là củ cải rắn thôi nha. Dạ. Dạ. À, cái chạy cơm mình là bắt đầu đãi bữa nào vậy ông? Đãi hồi bữa 22. 22 dạ. 21 hả? 21 đãi rồi. Dạ. 21 là chạy cơm đó, có đãi cô bác chị tới 28 luôn. Ờ. Dạ. Càng bắp ai càng bắp. Lắc kia. Quá trời gà củ trong khu này luôn nè. Gà củ chất đóng 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 ha cô bác chị. Quá trời luôn, bắp cải nè, rồi cà tím ở phía trước đó nữa, su mướp bên đây, bí, ồ quá trời rau củ các loại luôn á, dưa leo, đậu bắp nè. Mấy cô đang làm gì bên đây vậy ta? Mấy cô đang lạc đậu của bác anh chị ơi. Dạ con chào mấy cô mấy chị. Dạ mấy cô mấy chị ở đâu mình lại? Ở các chỗ hết luôn á bà. Dạ mỗi giờ ở tỉnh ha. Nãy giờ tôi lên trên các chỗ. Lên nhiều quá vậy nhiều hả cô? Tôi mới cho nước xong nè, ở ngoài đó đuối quá rồi chịu hết nổi rồi. Dạ. Rồi thôi giờ mình vô mình làm rau củ quả tiếp, rằng ngày mai nấu cơm đãi cho bà con. Dạ. Làm hoài cái chuyện nào đúng sức vô ngủ luôn à. Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Ủa? Dạ. Khám Phá Vĩnh Long mà xuống tới đây luôn hả? Dạ. Ê. Dạ chào chú. Ở đây là của dạ. Tôi đây đó Cần Thơ. Dạ. Nhiều lắm. Dạ thịt chiên hả bà? Dạ có, trời con quay mà cái bụng con nó ọt 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 luôn á. Sao không ăn đi? Dạ không. Để tôi đặt. Tại thấy ngon quá. Để tôi đặt con thơ đi đình này. Dạ. Nè. Dạ. À hôm nay là đi lễ cúng đình. Dạ. Chen chăn nhộn nhịp thật là vui thay. Dạ. Lúa năm nay tuy bán không có giá. Dạ. Nhưng văn gì thằng đi cũng khá đông. À, quá hay quá hay. Giữa tay đi. Cái đó là bài thơ của tự sáng tác luôn hả cô? Tự sáng tác dạ. Hay 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 hơi hay. Dạ. Qua đây con là dùng qua đây con. Cái khâu thịt sớm giờ mấy đứa đi chiên bển. Dạ. Bển này con thấy hai người, một cô với một chú đang ngồi chiên bên đó đó. Chiên đó. Dạ. Hôm nay bị bển khói quá mất tao mới mở cho mình đây đem bển cho tụi nó chiên. Dạ. Con là tụi từ sáng tới giờ đó con chưa ngồi nghỉ lưng đó. Cũng như một năm á. Tính ra là 2 năm mình mới được làm nè. Coi bây giờ có mỗi năm đi cho nó vui. À, bây giờ mỗi năm mỗi làm nha bà con. Dạ. À, như tôi là tôi đi ở đây là bữa mùng 2 là tôi ra đình rồi đó. Mùng 2 hả con? Mùng 2 là ra bắt đầu bào củ sắn nè. Rồi bào khoai môn nặng làm chả giò nè. Dạ. Rồi làm heo quay nè. Rồi chiên nắm đâm cô để đãi nè, rồi sắc rau củ quả để là tới ngày 28 là 28 là ở đình á đãi cho khách mời của đình. Dạ. Không, dạ. Đồ chai hết nha. Không, năm nay có đồ mặn, đình đãi đồ mặn. Đồ chai nha, không có hợp. Ai ăn mặn ai.
linh đình là đãi đồ mặn. Chứ tôi ở trong tôi làm đồ chay không à. Dạ, ở đây là đình ở đây cũng vậy, ở đây là khách mời là tới bữa 27-28 mời đó, là ở trong đình thì sẽ là đãi đồ mặn, còn ở ngoài thì mình sẽ đổ đầy đãi đồ chay. Dạ. Ở chảnh là nửa tư chay mặn đều dùng được, đào chay mặn đều dùng được, ai ăn gì có đó. Trời ơi của tôi ra cám lắm rồi, giờ tao có chưa có định chưa anh YouTube? Dạ chưa. Mời anh đây. Dạ. Cái quầy nước Phúc Hậu nè. Dạ. Có đãi nước xanh với đậu nành. Dạ. Nghe. Nghe đậu bản cơ số 2 hả con? Đây chỗ tiệm cơm xanh nhiều. Dạ. Ở tiệm có sữa đậu nành. Nói chung là ai tới đây cũng không có tốn tiền. Dạ. Từ cái ăn cho tới cái uống thoải mái. Chỉ bỏ công rồi đến đây thôi. Bỏ công thôi chứ còn dạ. Không tốn tiền. Dạ. Ăn uống ngủ là khó luôn á. Một năm chứ mà đi ngủ nào. Dạ con mướn phòng ạ. Dạ. Bây giờ á dịch rồi á là nó bớt có vui chứ hồi mấy năm trước cực kỳ vui, ở ngoài đường giải chiếu năm không. Dạ. Giải chiếu lớp dài. Năm dài bây giờ thì thấy khang trang hơn là cất máy đồ để dân võng luôn nằm á. Không, hồi xưa dân tứ phương người ta lại đông lắm. Chảy, tại vì bữa nay chưa tới ngày chính đó cô. Nó còn hơi ngang. Cái ngày chính mà đông dữ lắm. Dạ. Bữa 20-21 là đại rồi. Mà dân ở xa là người ta đợi tới bữa 25-26 người ta mới đi. Đúng dạ. Rồi, 26 người ta mới đi. Chánh lễ mới đi ha. Chánh lễ mới đi. 26-27 là đông nhất. Đông dữ lắm, không có chuyện chăn được. Ra luôn mùng 4 tới giờ hả? Mùng 2. Mùng 2 ra bà Phủ Sát nè. Thì quá trời sớm luôn. Bà Phủ Cải Đỏ nè. Mà cũng bay sớm vậy nè. Chành rồi bắt sớm. Đầu nói chung ra là nhiều thứ lắm. Dạ. Không thể tả nổi. Dạ. Không thể tả nổi. Rau củ bây giờ là mỗi một loại là tính lên hàng tấn. Dạ. Thôi ai có xem YouTube này thì nhớ ngày 27-28 cúng lễ cụ Dỗ ông Nguyễn nha. Dạ. 27-28/8 hàng năm là xin mời hết bà con về dự là lễ đặng ông Nguyễn cực kỳ lên. Dạ. Thời pháp á là thân cái thân thể ông á thì cho về cái bến này, còn đầu ông thì cho về Hà Tiên. Dạ. Nên ở đây á còn giữ lại thân thể của ông nên ở đây rất là linh, bao nhiêu đợt bảo ông cho em chở hết. Dạ. Thì ghe người mất đồ là ông lại đây lên đây là mình giái mình xin là tìm được hết. Dạ. Cầu gì được đó luôn á. Dạ. Nhưng mà vừa được rồi là thôi nha. Yeah. Cho vừa đủ chứ không bao giờ có không kiểu bao giờ là dư dư có dư. Dạ. Vừa đủ thôi con xin hoài mà không cho à, không nói chuyện con buồn ông dữ lắm luôn con. Con lên con đốt nhang xin, bây giờ con không có xin trúng số độc đắc, con chỉ xin trúng vượt lót thôi. Vượt lót là dữ hơn độc đắc nữa đó cô. Ông có con vừa giấy xong ông lắc đầu nói thôi con về đi. Dạ. Cái chuyện này ta lo không nào, ta dừng không lại. Cái này vui quá ha, tới lễ ông giống như đón cái Tết nữa ha. Dắt sáng còn đông nữa, vui lắm. Dắt sáng á, anh lại đây đông rất là đông, không có chen chân được đâu. Ở dạ. Trong mày à. Bữa nay mới có 24 mấy cô chú anh chị. 27-28 là thôi. Dạ. Nhà chánh lễ là đi tới đây là phải cẩn thận. Tiền bạc nữ trang đồ đạc phải cẩn thận. Dạ. Tại vì cũng nhiều hần là thành phần đó. Nhiều thành phần. Dạ. Là mãi mắc cười chồng con á, nó lấy tiền ra nó đi mua đồ ăn, nó thì nó ăn giặt với đám cơ, nó lấy 50.000 ra. Nó mua 35.000 hoặc 15.000 mà con đâu biết đâu, nó kêu nó mệt, nó kêu nó đem giỏng ngủ đi, em sợ tao móc túi qua em ơi. Mình cứ tưởng là nó lấy ra tiền ra nhiều, nó nằm sợ móc túi. Mà nó ôm cái túi, nó nằm giỏng ôm túi này, sợ người ta móc túi. Không có, mua 35.000 còn 15 này nè, hả? Còn mày bỏ không được. Túi nhiêu tiền mà mày sợ người ta móc. Nè, tao 10.000 với nào nó em đi mẹ, mày có 15.000 mà mày sợ móc túi. Anh sợ quá. Sợ mà Nguyên ở đây hồi chưa ai cũng cười nó. Cười thì ở lại chờ có 15.000 mà nó cũng sợ móc túi. Con là điện thoại nè, tiền là không bao giờ có cái thuốc nha. Tại vì bị nghiện thuốc, không có cái thuốc. Có nữa. Ừ, ghiền thuốc phải có thuốc, có tiền không có thuốc. Con nhậu con hút thuốc, chồng con nó không nhậu nó không hút thuốc. Dạ. Mà nó đi theo con nó làm tài xế. Ta là cái cách thứ nhất là không được uống thuốc, cờ bạc. Con là cờ bạc thì không bao giờ ăn con được ngàn nào. Thì là con bạc quá không chơi. Như là chuyên nghiệp.
con là không cờ bạc, tại vì cái gương nó đi trước rồi. Hồi xưa chị con mất cờ bạc ghê lắm, mà mình phải còn nhỏ mình đã thấy à. Sợ cờ bạc á, cờ bạc đề đốm chắc kích thích, không bao giờ ăn được ngày nào không. Nhậu vui, nhậu xong rồi ngày mai nhà nó về. Nhà nó về vừa nghe nó ngủ. Đúng rồi. Thốc thuốc thì có, nhậu thì có, chứ còn chắc nó thích là không chơi. Chị nhậu là chị quậy à. Tối là quậy à. Sao là nhậu quậy dữ hết con. Trời ơi, hồi nãy con nói anh chồng con về nhà giúp con, con nói là giờ mấy ông biết sao nhậu không? Kêu nó chở bia qua. Nhà không có gì chứ, có chỉ có bia thôi. Đem ở đây uống không bao giờ. Dạ con gửi lên YouTube. Nãy giờ đừng có quay nha, tôi nấu từ ngồi tôi kho thịt tôi cũng quay mình lên đại thấy mình được chơi. Dạ. Đều không có gì tôi hỏi mình nhiêu tuổi gì nó 70 nó 70 còn mạnh nghe nói mình nghe vậy thôi. Dạ bà. Tôi ngồi ngồi kho thịt là nghe ta nói vậy nữa. Dạ. Nó 70 mà còn mạnh quá hen, ngồi mặn đó. Tôi 70 tuổi đó cô, tôi còn mặn nổi vậy đó. Dạ. Cô ba con là 82 tuổi mà vẫn khỏe mạnh. Rồi trên tôi nhiều còn nữa mà đi. Tuổi mới đi Thái Lan về. Dạ quay lễ nào có quay mình quay lên cho cô. Quay để làm kỷ niệm 10 năm sau mở lên coi vẫn được. Dạ dạ dạ. Dạ. Cô già mặn vậy đó. Dạ. Cái người bên cô nó nhiêu tuổi nhé. Không biết con. Cô. Nó 74 tuổi. Ôi già nó thấy mặt bà già rồi đó. 74 tuổi còn mặn nổi đi chưa. Giỏi không? Trời ơi ba con mới 7 mấy tuổi mặn mất tiêu. 70 à. Cô bà tính ra 8 mấy tuổi tỷ lắm. Tỷ gì vậy? Con mặn tuổi bà đó. Sỏi hơn đấy chị, sỏi hơn cô ba tôi 84 tuổi trẻ sỏi hơn bà này luôn. Cô mà sỏi hơn là người ta không có mặn. Có vậy hả? Có làm luôn, làm mà làm sao này, cái lúc trước phải làm sỏi rồi. Đúng rồi, ít ba là bây giờ ba mới tật hơn. Bây giờ ba còn bé chưa? Dạ chưa. Rồi cũng tạm biệt mấy cô mấy bà nha, chúc mấy cô mấy bà nhiều sức khỏe nha. Dạ bye bye, hẹn ngày gặp lại. Dạ bye bye. Rồi mời cô bác anh chị mình cùng đi tham quan tiếp với em nha. Giờ lên hàng sáng trưng rồi ha. Số 2 thì khu vực phía trước này mấy cô đang đổ lên rất là đông luôn đây nè. Thì giờ cái đường đi xuống được cơm số 2 thì bên mé tay phải có những cô bán đồ rồi ha. Thì cô bán giỏ sách nè. Quá đông luôn. 35
mình sẽ giáp với đường Trương Tấn Bửu bên mé tay trái ha. Hôm nay thì cái tuyến đường này bà con thấy tận dụng để chứa cái ao cũ luôn, chắc là bên đại công số 2 á. Góc đường này thì mấy cô đang rửa chén ở bên đây nè. Dạ. Sáng giờ rửa cực mệt chứ không mấy cô mấy chị? Vui lắm luôn. Khỏe luôn dạ. Ở đây là mình rửa từ hồi lúc nào tới giờ hả? 5 giờ sáng tới giờ. 5 giờ sáng tới giờ. Là mấy cô một cái khâu này đúng hả? Không rồi, nhiều khâu lắm. Dạ. Khâu gom chén rồi đó. Dạ. Gom chén với rửa chén là mấy cô đảm nhận bên thôi đây cô chú. Bên đây là mình là chạy cơm số 2 đúng không chị? Số 4. Số 4 rồi hả? Số 2. Số 2 là kia, số 4 hả? Dạ. Số 4. Dạ. Cái số 2. Vậy là ở đây là chạy cơm số 4 của quán anh chị. Số 2 nằm tiếng giữa, số 4 nằm cuối cùng, số 3 nằm ở đầu. Không hiếm, không xếp theo thứ tự á. Dạ. Dạ không, con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Mấy cô nhà gần đây không? Dạ. Tới đợt nào tới lễ mình cũng lại đây phụ hết trơn hả mấy cô? Dạ. Rồi tay chân. Rồi con chúc mấy cô đây nhiều sức khỏe nha. Dạ. Làm nhiều công đức, làm nhiều việc thiện. Dạ. Dạ tối nay là con về con tranh thủ con lên luôn á. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Cô chú này là con số 4 rồi bạn anh chị ơi. Giờ chạy con số 4 nè. Con rất là đồng ha. Cơm số 4 thì ở bên mấy tay phải của mình thì mấy cô buôn bán không có nhiều. Thì cơm số 2 là buôn bán mới nhiều. Chọn luôn cô chú anh chị ơi. Đây con số 4. Sáng giờ mệt dữ chưa không? Có gì nói. Dạ. Ông là sáng giờ phụ đây ha không? Dạ. Dạ. Làm khâu bên bới cơm. Dạ. Dạ. Bới cơm rác cơm. Dạ. Đây là cơm tự chọn. Cơm tự chọn. Ai muốn ăn gì chọn. Ai muốn ăn gì thì lại đó chơi. Gửi cái nào là mình gấp vô dĩa cái nấy. Dạ. Còn người ta thích muốn ăn nhiêu ăn hết không? Yêu thích cái nào lấy cái nấy. Dạ. Phút bao nhiêu cũng được. Dạ. Cơm thì ai ăn nhiều thì muốn thế cơm, ai ăn ít thì bớt lại. Dạ. Và đặc biệt ở đây là không đồng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Quần đây là cơm đi. Không đồng. Dạ. Cơm miễn phí mà. Dạ. Cơm tương miễn phí. Dạ. Hỏi tốn tiền vậy chăng? Rồi con cảm ơn ông nhiều nha. Rồi. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Bắt tay cái coi. Dạ. Thấy vậy chứ, chịu chờ lắm á. Dạ. Liền á. Dạ. Vậy á chú. Rồi. Dạ. Đây thì có gặp anh Sĩ Ngân TV là cô chú anh chị. Lấy
Số 4. Chạy cơm số 4 thì em thấy là trải dài tới cái con đường cắt ngang có tên là Nguyễn Quỳnh Đức cô bác anh chị. Ngã ba ha. Đãi trong ngày hôm nay cũng rất là dồi dào ha. Đó. Chào không? Dạ. Đang ngồi dưới mệt đó không? Dạ. Ông là bên chạy cơm số 2 ha không? Dạ. Dạ. Đây, khu nhà bếp mình ở bên trong ha không? Nhà bếp chỗ này là chỗ đãi. Chỗ đãi. Nhà bếp ở trong này nấu xuyển đồ ra. Dạ. Nãy. Dạ. Dạ. Thấy tính nghĩ mà bây giờ
cô bác còn ăn quá để tiếp tục luôn phải không? Dạ. Hồi xưa các chị làm sớm nữa. Dạ. Chị làm phục vụ cho dân á. Dạ. Thì cô bán ăn chị mấy tàn mình chú đáo. Dạ. Rồi tất cả vậy cho nên chưa được nghỉ. Dạ. Có khoảng 10 giờ. Dạ. Ở đây vất vả mấy ông nữa quá rồi. Dạ. Không sao, cái này mình làm phục vụ cho ông mà. Dạ. Dạ. Bởi vì chị em mang đồ hạ quyết tâm để làm. Dạ. Vì đợt đó bệnh dịch 2 năm rồi không có xuống đã được. Dạ. Năm này năm thứ 3 bởi vì xuống không học công nhận năm nay. Quá nhiều mà nói 2 năm rồi mới được ăn. Đông vậy đúng không? Không? Dạ. Bởi vì trung độ đồ của ông. Dạ. Dạ đúng rồi, rất là thấy mấy bữa nay mới 24 mà quá trời đông rồi đó. Nhưng mà cái chạy của tôi là để bữa 22 là để rồi đó. Dạ không? Dạ. 22, 23, 24, 23 bữa liên tục rồi đó. Dạ. Cho nên cái gì cũng cái mình dám một vụ cho cô bác đi người ta quá yêu cầu. Dạ. Và cho nên tụi tôi chạy hai ngày nè. Vừa đã ăn rồi cô bác xin rồi về cho tiếp tục luôn. Dạ. Là đã ăn đây mà đem cho về luôn. Cho về cô bác này xin cứ cho. Dạ. Cho nên nó bảo vậy cái chạy tụi tôi mà không xuống thôi, chạy hai ngày mà không xuống để rồi xuống này. Dạ. Tại vì cho nên mình thấy bá gia bá tánh á. Dạ. Của bá gia mình đại bá bá tánh mà. Dạ. Cũng như chú có cũng vì lễ ông xuống hải quốc tâm. Dạ. Để mà mình chịu cho nên ba giờ chúng tôi thức dậy ngọn lửa là làm. Ba giờ là ông dậy hả không? À, dạ. Ngọn lửa mình xào đồ mình ra rồi. Dạ. 4 giờ mấy rồi bắt đầu đãi đó. Dạ, vậy là ở đây đãi quá sớm luôn. Dạ. Chỉ có chạy 2 này là đãi sớm nhất. Dạ đúng rồi, còn nãy con có hỏi bên kia thì là tới 7 giờ có đãi. Dạ, ở đây là 4 giờ rưỡi là đãi đó. Dạ, bên đây là 4 giờ rưỡi là có đãi. Dạ. À, mai thu mất dự là nấu chai nãy tất cả anh em luôn lên mà đem ra là đúng rồi ché đâu đó để sáng là mình đãi bún. Dạ, trưa mình đãi cơm á không? Dạ đúng. Đãi bún thì khoảng 8 giờ mà nhưng mà bún không có nhanh nữa. Dạ. Đãi tiếp tục. Nhưng mà cô bác thích, người nào thích ăn bún là ăn. Dạ. Thích ăn cơm là ăn. Dạ. Đó. Cho nên nó bởi vậy cái chạy hai này lúc nào cũng hạ quyết tâm hơn nó chạy cơ. Dạ. Vậy nhưng mà có gì đâu mà khó. Thực có mấy bữa rồi mình về nhà rồi. Dạ. Ông ở quê đâu không? Dạ, Ba Chúc. Ba Chúc, An Giang. Dạ. An Giang. Dạ, vậy là nguyên chạy cơm mình là ở trên tỉnh An Giang xuống không à. Dạ. Cho nên nó xuống rồi trẻ lớn người nhỏ để cơm quanh quân phục vụ để. Dạ. Ai nấu nấu. Dạ. Còn mình xuống đây mình đãi với ông là cái khu vực này là mình người ta cho phép mình hay là mình mướn lại không? Cái này là của đình. Của đình. Dạ, ông cấp cho mình đó. Nói chung là cái chạy này nè. Dạ. Chúng tôi không có chạy. Dạ. Nhưng mà chạy này là của đình. Dạ. Của đình mình xuống là mình lấy ra mình che, che xong rồi mình đãi xong rồi dễ ra đem vô kho cát. Dạ. Mình ra sử dụng tiếp vậy ha. Dạ. Dạ. Tại con lần đầu tiên con cũng đi dự cái lễ này á, cho nên là rồi nhờ ông chia sẻ con biết thêm. Dạ. Con cảm ơn ông nhiều nghe không? Dạ. Con chúc ông với chạy cơm của mình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi con xin phép vô đây hôm nay con tham quan nghe không? Ở đây thì có cái bảng phong phần sự cấm vào nữa cô chú anh chị. Đây, đây là bên trong chạy cơm số 2 của chú anh chị. Wow, chú này đang vớt đồ xào nè. Quá trời chảo luôn.
cũng nhìn đó nóng lắm đó cô chú anh chị ơi. Cái món ăn ở đây thấy rất là thơm ngon luôn nha, gà cải luôn nè. Món này mình gọi là món gì hả ông? Xào. Xào. Dạ. Dưa leo. Dưa leo. Xào hợp cẩm. Thơm quá trời thơm luôn á. Dạ. Bên trong này cũng có khu vực rửa chén nữa nè. Bánh mì. Đây có bánh mì nè. Bánh mì này mình đãi món gì hả cô? Tại vì cái này mình làm hết đồ ăn á. Dạ. Mình giả chiến cho mọi người ăn đỡ thôi. Dạ. Mình chiên đi rồi bắt đầu cái nước sốt mình để lên cho mọi người ăn đỡ. Dạ. Cái bánh mì này ngày mai mình làm giả theo quay đó em. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Hôm nay quá đông khách luôn á cô. Quá đông luôn rồi. Sáng giờ mấy chị làm đuối luôn em ơi. Dạ. Để ông lâu lâu cũng làm. Để ông rồi cứ như hôm nay năm nay. Dạ. Không có làm được á. Dạ. Bây giờ là đợi đông khách, ý là không biết hôm qua chạy cơm luôn á. Dạ đúng rồi. Mà đông cỡ đó. Dạ. Bánh mì rất là ngon của chú chị. Bánh mì ngon á. Dạ. Ngày mai á chị làm như quay á, em lợi em quay. Quay đi. Dạ. Là ở tại đây luôn hả đúng cô? Đúng rồi. Dạ. Làm thành phẩm ngon lắm. Dạ, là bánh mì làm heo quay. Đúng rồi. Dạ. Cô có thể chia sẻ sơ sơ cho con tham khảo được không cô? Chia sẻ cách làm mình làm bánh mì heo quay á. Bánh mì chia sẻ hả? Dạ. Có nghĩa là mình bánh mì này mình chẻ ra. Dạ. Cái sừng non cái bắt đầu mình ướp lên. Dạ. Rồi bột rồi nó mình quậy lên cái bắt đầu mình nhấn xuống. Nó vô một cái khuôn vậy đó. Dạ. Rồi xong cái mình cho nó dẻ giặt đàng hoàng cái bắt đầu mình đem đi chiên. Dạ. Chiên xong cái mình có cái nước ướp kìa. Cái nước ướp giống như là cái nước ướp thịt vậy đó. Dạ. Cái mình rưới lên. Dạ. Rồi sao đem ra đãi. Dạ. Ngày bây mai giờ... cứ là có gì là em cơm. Dạ. Bây giờ là mình chiên lên rồi. Cái mình... này chỉ làm giả chiến nè. Giả chiến chiên lên rồi cái nước chị xuất vô rồi cho ta ăn đỡ. Dạ. Còn ngày mai là bánh mì. Ngày mai là mình quay là khác nữa. Mình làm bài bản đó. Dạ. Đó, chú chuẩn bị chiên nè cô bác anh chị ơi. Cô đến đây là hồi từ bữa nào hả cô? Chị tới hồi bữa 18 lần. Dạ. 18 rồi qua 19 dựng trại nè, dựng trại cơm của mình á. Dạ. Ờ, qua 19 dựng trại. Rồi 20, 21 bắt đầu mình chở đồ xuống cái này. Dạ. 22 là đãi tới bữa nay luôn á em. Từ 22 đã đây là bắt đầu đãi rồi. Đúng rồi. Dạ. Hôm nay chị đã đúng. Mai là đại bún á. 22 á, ngày 22 là chị đại bún. Dạ. Là đại bún. Ở đây là con nghe chú kia sáng là nói buổi sáng là có đại bún á cô. Dạ, bún ngải. Đã tới 8 giờ rồi qua đại cơm. Đại hồi trưa là đại cơm đại bún nhiều cơm rồi tới đâu 1 giờ mới gọi ngưng bún. Dạ. Dạ. Dao lục hả cô? Hướng không đứt luôn. Cô quê đâu cô? Chị ở Hậu Giang. Hậu Giang, dạ. Con ở Vĩnh Long. Ủa vậy hả? Dạ. Vĩnh Long mà đi qua lễ hông hả? Dạ. Đi với ai? Con đi với bà xã với con của con. Vậy đó hả? Dạ. Dạ, nhưng mà lễ ông một năm có một lần. Đúng rồi. Đi cho biết luôn. Chứ mấy năm dịch trước. Mình không có được đi á. Dạ đúng rồi. Nữa thôi bạn. Trời ơi, thiệt chứ, nhiêu nay đãi được nhiêu người ta. Công quá đi sao ơi. Chiên lên nó vàng ngon lắm cô chú anh chị.
Cảm ơn mấy cô nhiều nha. Dạ. Dạ. Dạ, con nghe là chia sẻ được con hai chữ. Dạ, đồ cơm quá trời đồ cơm bên đó hả? Dạ, dạ mình chia sẻ đồ cơm quá đó thì còn giờ cũng mấy con. Dạ, rồi. Hai bên làm hai bên là 20 nồi. Một bên là 1 chục thôi con. Dạ, quá trời khủng luôn. Chú ơi, trời ơi. Vô, cái dãy nồi cơm đang nấu nè chú ơi vậy. Đó, trời ơi. Muốn coi gì đó. Cơm cơm nó sắp tàn mỗi phần cứ húng cái cầu đi. Đi một giây đó. Rồi là khám phá Vĩnh Long. Tưởng là dạ. Là đó tấm. Đội trưởng đội cơm. À. Ok. Dạ. Đến dưới xuyên ăn hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Tối nay gì tính đâu? Tối nay hả? Không, em có chỗ rồi. Dạ. 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 Bữa anh có quay đua bò không? Không. Dạ. 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 Hình như có qua gì đó. Chưa đâu qua điện thoại cho anh. Rồi em đi quay tiếp nha. Dạ. Anh này anh bạn bên chợ quê quá anh chị. Quê Quan Thiện. Ồ, đây là đang bới cơm ra nè. Cơm này bới phải dùng một cái xẻng bới cơm nha cô chú anh chị. Dạ gì. Số lượng rất là lớn. Chứ còn cái mũ của cô là quá không biết khi nào mới được phúng cơm. Xin chào mấy chú. Dạ. À, cơm thơm quá luôn, gạo rất là thơm nè. Sáng giờ là mình nấu bao nhiêu bếp cơm vậy rồi hả chú? Hết nhớ rồi. Hết nhớ nổi luôn hả chú? Dạ. Quá trời nhiều quá cô chú chị. Bên đây là củi nè, củi chất nóng luôn. Quá trời ha, củi không? Để nấu cơm. Đây chúng gọi cơm ra, gửi vô cái thùng. Dạ, quay đi anh. Dạ. Khói bốc nghi ngút luôn cô bác đi. Dạ. Để cho nó cứ đổ cho mày. Xe đậu xuống đi. Củi là sẽ đúc ở dưới mé này nè cô chú anh chị ơi. Đó, củi dưới đây ha. Đây là mấy chú đang rửa nồi hết ta. À. Đang rửa nồi hả mấy chú? Rửa nồi. Dạ. Ồ. Cái nồi này cao chắc cũng trên mét không chú? Chính tắc. Dạ. Cái khổ phần này nó có chính tắc. Dạ, chính tắc. Cái đùng lên á, đùng lên rồi đó. Cởi đưa, chụp cởi đem không? Không, không, không. Chụp vô cháy, chụp chậm. Chết không ngay. Chụp dòng tàu ở đây. Thì là gọi thùng kia cái hả? Giúp luôn. Thường là mình nấu bao lâu mà mới chín cơm hả chú? Nấu 45 phút là có cơm chín hả chú? Dạ. Là nở đều luôn hả chú? Có sới gì hết. Dạ. Dạ. Luôn bên ngoài luôn. Hai bao gạo. Trăm. Dạ. 100 kg gạo của bác anh chị. Để cho ông bấm khóa cái nữa đó, tình dưới nó hơi quá. Để cho không sao đâu. Rồi con chúc mấy chú ở đây nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Mình ra cái này mình dọn luôn đi. Quá trời con ha. Dọn luôn. Muốn cho phòng cây này trả một lần. Là có nghĩa gì nó phải bưng cho bức lên nó
nhớ này. Em là đi phục vụ gì đây? Gom gom tô đó ha. Trời quá giỏi luôn. Chúc em nhiều sức khỏe nha. Quá đông quá chị ơi. Giờ cái tuyến đường đó là phải đi kẹo mãi luôn. Rất là đông luôn nha. Hội chợ đông nghẹt ngữ bến đó kìa. Quá đông rồi. Và đang rất là dài luôn. Cửa bên hông lớn nè.
quang cảnh ở phía trước cổng đình của chú anh chị đình thờ đúng không ạ? Còn đây có rất là nhiều những cô bác bán nhang luôn. Phía trên này thì em thấy cửa tạm thời là đóng nha. Đóng hai cửa bên đây, mình về chỉ mở một cái cánh cửa nhỏ thôi. Bên đây như em gặp một anh người quen đó nè cô chú anh chị, hàng trách nhiệm luôn. Bên này hình như là trên Bố Đạt, bước chân nó đây Hoa Lan. Hello anh Lan Trắng. Dạ. Anh Đạt có không? Ừ dạ.
Thanh hả? Dạ em. Khỏe thì kiếm gì em? Dạ không, em quay thôi à. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi. Tới mở đâu? Em có chỗ rồi, mướn bên kia á. À, rồi rồi. Anh có chỗ chưa? Có rồi. Dạ. Rồi. 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 Chúc anh quay tốt nha. Rồi rồi. Dạ. Anh nằm bên kênh bước chân đó đây cô bác anh chị. Có gì xem cô bác anh chị xem ủng hộ anh nha. Đây em thấy có một cái ngon mọn ha. Để anh Hùng chừng không long. Sinh năm 1838, mất năm 1868 của chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quét dọn đồ của bác anh chị. Cô đang quét dọn bên trong ha. Bên trước này thì mấy cô mấy bác mấy bà đang ngồi ngồi nè. Không biết rồi cái này chiếu về sự tích của ông hơn không nữa. Thấy cái cô bác ngồi còn khá là đông. Sao bà? Nhưng mà tại vì cái qua cái dịch này bà con người ta khỏe ha, người ta đi về lễ của ông rất là đông. Dạ. Tại vì người ta nghĩ rằng là ông sẽ
cho người ta khỏe, rồi bây giờ người ta đã qua một cái đại dịch rồi, dạ. Đại dịch rồi xong bây giờ làm lễ lại là có thằng người ta đi đông lắm con, ngày mai người mốt đông lắm. Dạ. Đó. Mà con thấy không, bữa nay mới có 24 thôi mà vui vậy đó. Dạ quá trời đông luôn. Tới 25 là 25, 26 là con đi không có được đâu. Dạ. Con mà đi mà quay hay là này kia đó con không có được, đi đông lắm. Con. Dạ. Nhưng mà mình đi về đây á, mình được ông bà đổ rồi cho mình được khỏe mạnh đó. Dạ. Thì năm nào cũng phải về. Dạ. Đó vậy đó. Vậy là bà quê Đà Lạt. Đó, bé về đây. Dạ. Ồ, bà khá là xa luôn cô bác anh chị. Nhưng mà bà về tới đây dự lễ của ông luôn. Cũng, đó, năm rất là một cái niềm vinh hạnh. Dạ. Rồi xong hết lễ mới về. Dạ. Rồi con cảm ơn bà nhiều nghe bà. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Cho chúc cho con làm công việc này thì cái gì cũng vậy, mình làm được là công việc mà để lấy cái di tích của ông, của các ông hồi xưa đó. Dạ. Là mình được cái, cũng có một cái công đức để mà truyền lại cho con cháu ngày sau. Dạ. Để nhớ tưởng lại cái công đức của ông để vì dân vì nước. Dạ. Hy sinh để cho mình được ngày hôm nay. Dạ. Rồi con cố gắng nghe. Dạ, con cảm ơn bà nhiều nghe bà. Dạ. Con chúc hai bà nhiều sức khỏe. Dạ, tạm biệt hai bà. Bà ở một nơi khá là xa luôn cô bác anh chị. Bà ở tới Đà Lạt là thôi, nhưng mà về tới với Kiên Giang gặp giá thì dễ không nè. Bà học được cái điều này rất là bất ngờ luôn. Thì gió rất là gió luôn. Phía trước đó cống sông Kiên bây giờ cũng đã lên đèn rồi nè cô chú chị. Tối thì rất là đẹp ha. Cảm ơn hôm nay quay với cô nhà nhỏ cho cô bác anh chị xem cái nữa là mình nghỉ nha. Tình hình tối hôm nay em thấy mới có 24 thôi, có lượng khách đổ về đây khá là đông rồi đó cô chú chị ơi. Còn những cái ngày sắp tới không biết như thế nào nữa đây. Bên đây có hình của ông nè cô chú anh chị, hình của ông với hình của Đức Phật thầy nữa. Chỗ này là những chú chụp ảnh ha, chụp ảnh xong rồi lại đây rửa hình. Phía trước cái khu nhà võng thì dài đây mặt phần đậu xe. Ở đây là giữ xe hoàn toàn miễn phí luôn cô chú chị, không có ăn tiền luôn. Quá trời cái nhà võng này ha. Ở đây có thể là em thấy mắc 100.000 cái võng được cô chú chị. Bốn lối rồi. Hôm nay thì em thấy còn khá là trống nhiều chỗ nè. Hôm nay có rất là nhiều những cái võng mắc sẵn luôn, còn rất là trống luôn ha. Ôi, dài miệng tới dưới kia luôn. Đây là suối. Quá trời quá đất luôn. Rồi cô chú anh chị mình ơi, thì tình hình trong cái buổi tối ngày 24 hôm nay là như vậy cô bác anh chị mình. Mới ngày 24 mà bà con đã đến đây đi lễ rất là đông rồi. Thì đến đây em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây luôn cô bác anh chị mình ơi. Chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm đến bà con Vĩnh Long. Xin kính chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại những video clip mới nhất nha. Bye bye.